em nha. Hôm nay lên hai cây Việt Nam tự chế không nha các bạn, cây 120 với cây 4T chấm các bạn ơi. Miếng này miếng của bà con Khmer ở gần nhà mình thì dân cao su 3 ngày mới rồi nha các bạn. Dân su 3 ngày mới rồi mà bơm không gài mấy ngày bơm không khô, nó bị bể đập hoài các bạn ơi. Chịu nổi là bây giờ kêu máy này vô chạy luôn nha mọi người. Nước ở ngoài với ở trong cũng bằng nhau các bạn ơi. Lúa nó còn cao hơn mặt nước đâu khoảng gan các bạn nè.